Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cách làm kem dâu nha. Kem dâu làm từ dâu tươi á, nó có vị chua chua, ngọt ngọt, béo béo, rất là ngon nha. Khi mình làm á, mình sẽ để thêm một ít dâu tươi nữa. Ăn sẽ rất tươi mát. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị các nguyên liệu là dâu. Các bạn sẽ dùng 100g. Mình sẽ bỏ cái phần lá đi. Sau đó mình sẽ cắt hạt lựu hoặc là cắt đôi ra để mình xay nha. Mình sẽ chia một phần cắt hạt lựu ra, mình để riêng chút nữa mình làm kem xong á, mình sẽ phủ lên cái lớp trên mặt nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh. Hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất lên nhé. Bây giờ mình sẽ xay nhuyễn. Các bạn có máy xay sinh tố thì sẽ xay bằng máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như thế này. Các bạn muốn ăn mịn thì sẽ rây qua cái rây, hoặc là muốn ăn có thêm cái vị của dâu tươi thì không cần rây lại nha. Đây là phần dâu tươi mình đã xay xong. Bây giờ mình sẽ đến cái bước đánh kem. Mình sẽ dùng whipping cream. Mình dùng 400ml nha mọi người. Khi đánh whipping cream thì mình sẽ để một cái cục đá ở dưới các dụng cụ. Và các dụng cụ này mình đã bỏ vào tủ lạnh á. Với lại whipping cream mình bỏ vào tủ lạnh cho nó mát. Cái phần sữa nó khi đánh nó không bị tách nước. Bây giờ mình sẽ cho 400ml whipping cream vào đây. Mình sẽ đánh bông lên. Nhớ là khi đánh kem thì các bạn để các dụng cụ nó lạnh, và khi đánh mình để ở dưới hoặc là ở trong một cái thau đá nha, để nó giữ cái nhiệt độ nó không bị nóng lên. Các bạn có thể dùng máy đánh trứng hoặc là đánh bằng tay. Đánh bằng tay thì nó sẽ lâu hơn, dùng máy đánh trứng nó sẽ nhanh. Mình sẽ đánh cho nó bong lên. Khi nào mình đổ ngược lại hoặc là lấy cái đánh trứng lên mà nó không nó đậu lại một cái hình chóp là được nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh. Hãy like, share và đăng ký kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất lên nhé. Kem nó bắt đầu bong lên, nó mịn lên rồi, mình sẽ đánh thêm một tí nữa là sẽ xong nha. Như thế này là được rồi nha mọi người. Nó sẽ tụ lên cái đỉnh của cái đánh trứng. Bây giờ mình sẽ cho sữa đặc vào dâu xay. Các bạn có thể cho đến 50ml. Mình ăn ít ngọt nên mình sẽ cho ít thôi. Bây giờ mình sẽ gấp cái phần dâu vào trong cái whipping mà mình đã đánh. Các bạn sẽ trộn cái kiểu mà gấp lại như thế này nha. Mình sẽ làm cho nó thật đều rồi mình sẽ cho vào hộp. Cho vào hộp các bạn sẽ cho vào tủ đông để từ 6 tới 8 tiếng là mình có thể dùng được rồi ha. kem nó đang rất là thơm. Vị của dâu, vị của kem tươi rất là thơm và nó béo béo. Giờ mình sẽ cho vào cái hộp mình bỏ vào tủ đông nha. Nó bị dính một ít nước mình sẽ cho ra. Lớp trên cùng các bạn sẽ cho một ít cái phần dâu tây thái hạt lựu vào thì ăn nó sẽ có cái vị dâu tươi rất là thơm nha. Giờ mình sẽ phủ kem lên cái phần dâu thái hạt lựu. Và mình đậy nắp cho vào tủ đông thôi nha. Đây là kem sau khi mình để qua một đêm rồi nha mọi người. Mình sẽ lấy ra mình dùng thử. Không có cái đồ múc kem á, mình sẽ dùng bằng cái muỗng. Kem rất là thơm, rất là mịn. Vị dâu tây tươi á mọi người, vừa chua chua ngọt ngọt. Làm kem với 3 nguyên liệu: whipping cream, dâu tây tươi và sữa đặc. Rất là đơn giản nha. Mùa này trái cây đang rất là rẻ thì mình có thể làm rất là nhiều loại kem từ trái cây tươi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.